là hôm nay mình sẽ chia sẻ cuốn sách Minh Triết Trong Ăn Uống của tác giả là Darshini Dean. Cô hiện nay cô đang là một nhà diễn thuyết tâm linh, đang diễn thuyết ở khắp nơi trên thế giới và được rất nhiều người tham gia cho cái buổi thuyết trình của cô. Và trước khi cô trở thành nhà diễn thuyết tâm linh thì cô đã là một nhà nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đi diễn trình diễn khắp mọi nơi trên thế giới. Và cô là một người rất là bản lĩnh, là một người phụ nữ đầu tiên có bằng phi công trên thế giới, là người phụ nữ đầu tiên lái xe xuyên sa mạc và đi xuyên khắp lục địa, và cũng là từng tu tập đi khắp mọi nơi. Cô đã từng tu tập trên dãy núi Himalaya. Và cuốn sách này là nói về những cái thu thập những câu chuyện từ cái buổi thuyết trình của cô. Thì trong đó thì mình thấy có một câu chuyện mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay, đó là câu chuyện có nên cần thầy hay không. Thầy ở đây là trên một con đường tu học, và cuốn sách này tu đạo. Và cuốn sách này cũng nói về những cái quá trình, những thắc mắc của một người đi trên con đường tu đạo. Thì tác giả có nhắc tới cái câu là mỗi chúng ta đều có một người thầy của mình, đó chính là vị thầy ở trong tâm mình. Trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là Sadguru, là người thầy ở trong tâm mình. Người đó đã hướng dẫn chúng ta đi tới những người thầy ở bên ngoài. Thì sau đó mình khi mình đọc đến câu chuyện này thì mình cũng liên tưởng đến cái hành trình học đạo của mình, nó học trong cuộc sống. Đầu tiên là trước khi mình đến đây thì mình chưa biết gì về tâm linh cả. Và khi đến đây, khi mà tiếp xúc với mọi người, với chị Hằng, thì mình mới biết đến tâm linh và đến những cái cuốn sách tâm linh và những cái vấn đề liên quan đến tâm linh. Thì cái nó bắt đầu là mình có một sự thôi thúc trong tâm hồn là muốn tìm hiểu một về cái sự tâm an lạc trong tâm hồn và tĩnh lặng trong tâm hồn. Sau đó là cũng cơ duyên ở đây nên mình người thầy đầu tiên mình tiếp xúc ở bên ngoài đó là Osho. Thì cái ngôn ngữ của Osho rất là trực tiếp và mình đọc rất là dễ hiểu, khi thấm vào trong mình. Và nó như một cái mình đang đói thì mình có một món ăn và thỏa mãn bản thân mình. Sau một thời gian đọc tìm hiểu sách Osho thì mình lại thôi thúc một lần nữa, mình muốn tìm hiểu một người thầy khác. Và cái người thầy tiếp theo mình đọc đó là về Krishnamurti. Và thầy là chủ yếu đặt những câu hỏi cho mình, gợi mở cho mình những cái chân trời mới. Khi nghe những bài audio của thầy, đọc sách của thầy thì cảm thấy là có rất giới hạn của mình được bung ra. Mình biết mình tự nhiên mình đặt lên suy nghĩ của mình vượt ra những cái giới hạn bình thường. Có nhiều cái gợi mở và mình muốn suy nghĩ thêm, mình muốn tìm hiểu thêm. Nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy là thầy lại không phù hợp với mình nữa. Cái những gì thầy nói là do cái hoàn cảnh, cái duyên mình chưa đủ. Nên là mình bắt đầu đến cái người thầy thứ ba của mình. Và người thầy thứ ba là người thầy, đó là cuộc sống. Thì giống như mình tin là mỗi người đến với mình trong cuộc đời của mình là một người thầy của mình. Họ đến với mình để dạy cho mình những cái bài học. Và khi mà hết duyên rồi thì có nghĩa là bài học đó mình đã học xong rồi. Thì mình tin rằng là không có cái gì là ngẫu nhiên hay tình cờ. Mọi thứ đã đều sắp đặt để dạy cho mình những bài học đó. Và khi mà mình chấp nhận những cái bài học trong cuộc sống thì giống như là cái mình nói tới là cái người thầy bên trong mình, là người thầy bên ở trong mình có một cái người thầy và người đó thôi thúc mình đi tìm hiểu một cái thứ gì đó. Thì ví dụ như là khi mình trong người thầy đó muốn tìm hiểu về tình yêu, về tình thương thì mình bắt đầu mắt mình chú ý đến những người nào có thể hiện một sự yêu thương đó, và mình quan sát những người đó và mình học từ những người đó. Ví dụ như về tình sự lạc quan thì yêu đời thì mình thấy là chị Dễ rất là willing khi làm việc về cái tinh thần làm việc rất là tốt. Về sự quan tâm giúp đỡ thì thấy Anna rất là quan tâm mọi người một cách trong Anna có một tình yêu, một sự quan tâm bao bọc mọi người và tình cảm rất là dịu dàng. Cái đó là những bài học mà mình học từ những người xung quanh mình, và đó là người thầy mà mình đang đó. Mình nghĩ đó là người thầy từ bên trong, là người thầy cao tốt cao nhất, là người thầy hiện nay mình đang theo học. Cảm ơn mọi người.